Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Trung của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda. Nhân ngày 8 tháng 3 sắp đến gần, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn từ vựng và mẫu câu bằng tiếng Trung về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày Quốc tế Phụ nữ hay được gọi ngắn lại là Ngày Phụ nữ, trong tiếng Trung là Phụ nữ Chế. Phụ nữ Chế, Ngày Phụ nữ. Tên đầy đủ của nó là Ngày Quốc tế Phụ nữ, vậy thì trong tiếng Trung sẽ đọc là Quốc tế Phụ nữ Chế. Quốc tế Phụ nữ Chế. Ngoài ra ở Trung Quốc bây giờ người ta có thể gọi ngắn lại bằng chữ San Ba Chế. San Ba Chế tức là ngày 8 tháng 3, được gọi là San Ba Chế. Ngoài ra các bạn trẻ của Trung Quốc bây giờ có thể còn họ còn tiếp dùng gọi ngày này là ngày Nhụy Sấn Chế. Nhụy Sấn Chế tức là ngày các nữ thần. Trong ngày 8 tháng 3 này, Tây Phụ Nữ này, chúng ta sẽ có một vài hoạt động để ăn mừng. Thứ nhất là Truy Chan. Truy Chan, Truy Chan tức là tụ tập ăn uống, mở tiệc ăn mừng. Ngoài ra chúng ta còn có thể tặng các bạn nữ bông hoa, tặng hoa. Trong tiếng Trung đọc là sung hoa. Sung hoa. Ngoài tặng hoa ra chúng ta còn có thể tặng quà nữa. Vậy thì tặng quà trong tiếng Trung là sung lì bù. Sung lì bù. Ngoài những món quà như là những món quà đó là gì? Có thể là dây chuyền, xiang liền. Xiang liền. Hoặc là khẩu cúng. Khẩu cúng. Son môi. Hoặc là xiang sủi. Xiang sủi. Nước hoa. Ngoài ra người ta có thể tặng các bạn ấy một thỏi sô-cô-la. Để chữ sô-cô-la trong tiếng Trung là chảo khơ lị. Chảo khơ lị. Vậy thì ngoài những món quà ra, chúng ta có thể gửi tới các bạn nữ hoặc là những người phụ nữ bên cạnh mình những lời chúc tốt đẹp. Đầu tiên chúng ta có thể gửi tới họ những câu chúc đơn giản nhất, đó là chúc em ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Tiếng Trung sẽ là Chu mỉ san ba chế khoai lợ. Chu mỉ san ba chế khoai lợ. Hoặc là chúng ta hãy chúc các bạn ấy một ngày hơi vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Tiếng Trung chúng ta có thể nói là Yuan mỉ chế rư khoai lợ, xinh phú mãn mãn. Yuan mỉ chế rư khoai lợ, xinh phú mãn mãn. Ngoài ra có thể thêm một câu chúc nữa, đó là Yuan nǐ yǒng yuán huài lè rú yì, xìng fú rú bǐ. Yuan nǐ yǒng yuán huài lè rú yì, xìng fú rú bǐ. Chúc cậu mãi mãi vui vẻ như ý, hạnh phúc vô biên. Ngoài ra chúng ta có thể chúc các bạn gái, bạn nữ ngày ngày xinh đẹp, ngày ngày tươi vui. Chúc nữ nhân dân chế rư khoai lợ, thiên thiên mẩy lị, thiên thiên khai xin. Chúc nữ nhân dân chế rư khoai lợ, thiên thiên mẩy lị, thiên thiên khai xin. Tiếp theo cũng là một câu tương tự như vậy, ngắn gọn hơn, đó là chúc nữ khai xin xinh phú, nhàn trinh mẩy lị ý bệ zi. Chúc nữ khai xin xinh phú, nhàn trinh mẩy lị ý bệ zi. Chúc bạn một đời hạnh phúc, luôn trẻ trung xinh đẹp. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Trung tâm Ngoại ngữ Amanda xin chúc các bạn nữ có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc bên người thân và gia đình. Cảm ơn các bạn.